Lô ship giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Lô ship từ giao đồ ăn, đi chợ giúp bạn và nhiều dịch vụ khác, tất cả đều free ship. Lô ship hiện đang có mặt tại Hải Phòng và Hạ Long, bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Ủng hộ Lô ship như ủng hộ người Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Trong video ngày hôm nay, tiếp nối những diễn biến ở phần 1, chúng ta cùng tới với những nội dung tiếp theo của series video về sự kiện Hải chiến Trường Sa 1988 lịch sử nhé. Tương quan lực lượng các bên. Việt Nam. Hải quân Nhân dân Việt Nam vào cuối những năm 1970 và những năm 1980 còn mỏng và yếu. Chủ trương chiếm quần đảo Trường Sa của Trung Quốc đã được hình thành ngay từ trước khi quân đội Nhân dân Việt Nam phát động cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Ngay sau khi chiếm nhóm đảo Lưỡi Liềm, tức Nguyệt Thiềm, nhóm đảo phía Tây của quần đảo Hoàng Sa từ tay quân đội Sài Gòn vào năm 1974, Trung Quốc đã vạch tiếp kế hoạch chiếm Trường Sa. Kế hoạch này của Trung Quốc đã bị lực lượng tình báo quân đội Việt Nam phát hiện. Ngày 9 tháng 4 năm 1975, Tổng quân ủy Quân đội Nhân dân Việt Nam đã gửi Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân chủng Hải quân tại Đà Nẵng một bức điện hỏa tốc tối mật. Có tin đối phương chuẩn bị rút khỏi các đảo ở Trường Sa, kiểm tra lại ngay và chỉ thị cho lực lượng hành động kịp thời theo phương án đã định. Nếu để chậm, có thể quân đội nước ngoài chiếm trước, vì hiện nay một số nước ngoài đang có ý đồ xâm chiếm. Tổng quân ủy. Trong các ngày 9 tháng 4 năm 1975 đến 29 tháng 4 năm 1975, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã mở chiến dịch Trường Sa và các đảo trên Biển Đông, thu hồi 5 đảo từ tay quân đội Sài Gòn gồm Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và Trường Sa Lớn. Việc Hải quân Việt Nam thu hồi và đóng giữ tại 5 đảo quan trọng này đã bước đầu ngăn chặn được âm mưu thôn tính quần đảo Trường Sa của Trung Quốc. Về chiến dịch này, Battle Cry đã có video chi tiết mang tên Chiến dịch giữa trùng khơi. Các bạn có thể tìm hoặc click vào link đang hiện ở góc trên bên phải của video này để xem thêm. Lực lượng chiến đấu chủ lực của Hải quân Việt Nam vào đầu năm 1975 là hai tàu hộ vệ chống ngầm lớp PTA-2 có lượng giãn nước tối đa là 1.150 tấn, trang bị 4 pháo 76 ly, 4 dàn rocket chống ngầm và 5 ống thả thủy lô chống ngầm. Đây là lớp tàu chạy bằng tua bin khí được chế tạo từ năm 1959, thế nên vào những năm 1980, nhiên liệu khí đốt là vấn đề rất lớn đối với Hải quân Việt Nam. Năm 1975, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam 4 tàu tên lửa cao tốc lớp OSAM-2 có lượng giãn nước là 209 tấn. Mỗi tàu được trang bị 4 tên lửa đối hạng P-15 Thermit và 2 pháo phòng không AK-230. Các tàu này cùng với 6 tàu phóng lôi lớp Thuria, 2 tàu quét mìn lớp Sonia và 2 tàu đổ bộ lớp LCU-1466 hợp thành hạm đội cơ động 171, ngày nay là lữ đoàn 171, là lực lượng dự bị chiến lược của quân chủng. Trong các chiến dịch tại quần đảo Trường Sa từ năm 1978 đến năm 1988, hạm đội 171 làm nhiệm vụ yểm hộ phía sau, đề phòng Hải quân Trung Quốc đánh vào vùng thềm lục địa ngoài khơi Nam Bộ, nơi có các công trình kinh tế kỹ thuật, dầu khí đang hoạt động. Lực lượng chủ lực thứ hai của quân chủng Hải quân Việt Nam là lữ đoàn 172, hạm đội cơ động 172, gồm 4 tàu tên lửa OSAM-2 mới được viện trợ, gồm có HQ-358, HQ-359, HQ-360 và HQ-361. 4 tàu phóng lôi Thuria gồm HQ-331, HQ-333, HQ-334, HQ-335, 2 tàu quét mìn Sonia HQ-861, HQ-816, 2 tàu cá có vũ trang HQ-669, HQ-670 và 2 tàu đổ bộ LCU-455, LCU-458. Lữ đoàn 172 có nhiệm vụ bảo vệ Vịnh Bắc Bộ, vùng cửa Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Duyên Hải Bắc Trung Bộ. Tham chiến trực tiếp ở Trường Sa trong các giai đoạn của chiến dịch là vùng Duyên Hải 4 của quân chủng Hải quân. Hạm tàu chủ lực của Hải quân vùng 4 là tàu hộ tống HQ-07 thuộc lớp tàu hộ tống PTA của hạm đội 171, được phối thuộc cho đơn vị, và tàu tuần dương HQ-01 nguyên là chiếc HQ-15 Phạm Ngũ Lão, là chiến lợi phẩm thu được từ tay Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Các tàu quét mìn HQ-851 và HQ-852 lớp Yuka được sử dụng như tàu pháo. Các tàu vận tải đổ bộ lớp LST-542, HQ-501, LST-848, HQ-505 và LCU-556.
các tàu vận tải có vũ trang nhẹ HQ-582, HQ-604, HQ-605, HQ-611, HQ-614 và HQ-712. Sau trận Gạc Ma, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam điều động thêm lữ đoàn 172, tức hạm đội cơ động 172 và bảo vệ duyên hải miền Trung. Điều động thêm lữ đoàn 171, tức hạm đội cơ động 171 ra bảo vệ các cụm nhà giàn DK1 đang được xây dựng và các giàn khoan dầu ở thềm lục địa phía Nam do Vietso Petro đang vận hành. Trung Quốc. Sau khi Việt Nam thống nhất, quân đội Trung Quốc đã vạch ra một chiến lược khác để chiếm Trường Sa và tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, thay vì chiến lược đánh nhanh thắng nhanh như đã làm ở Hoàng Sa năm 1974, thì Trung Quốc thực hiện chiến lược tằm ăn lá dâu. Việt Nam trở thành đối tượng tác chiến chủ yếu của quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, từ năm 1978 đến năm 1986, Hải quân và Không quân Xô Viết đã duy trì một lực lượng lớn ở căn cứ Cam Ranh của Việt Nam và phát huy sức mạnh của nó trên khắp Biển Đông với hơn 50 máy bay quân sự các loại và trên 30 tàu chiến thuộc phân hạm đội phía Nam của hạm đội Thái Bình Dương. Trong điều kiện ấy, Trung Quốc không dám động binh. Chỉ từ năm 1986, khi Mikhail Gorbachev trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, thực hiện chính sách hòa hoãn với Mỹ, bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc khiến ảnh hưởng quân sự của Liên Xô trên Biển Đông suy giảm, Trung Quốc mới có điều kiện để tiếp tục thực hiện chiến lược chiếm Trường Sa. Trong các hoạt động quân sự ở Biển Đông, từ các năm 1987 đến năm 1989, Trung Quốc đã huy động một lực lượng hải quân rất lớn, gồm có Thê đội 1 có 1 tàu khu trục tên lửa, 7 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu hộ vệ pháo, 2 tàu đổ bộ, 3 tàu vận tải hỗ trợ LSM, 1 tàu trinh sát điện tử, giả danh tàu nghiên cứu, quan trắc dân sự, đó là chiếc Hải Dương 04, 2 tàu kéo và 1 ponton. Thê đội 2 có các lực lượng chủ yếu của hạm đội Nam Hải đóng tại các căn cứ Trạm Giang, Sở Chỉ huy Hạm đội, Hải Khẩu, Tam Á, Ngang Thuyền Châu, cạnh Hồng Kông, gồm 4 tàu khu trục, 6 tàu hộ vệ tên lửa, 3 tàu pháo, 5 tàu phóng lôi, 4 tàu đổ bộ, 2 tàu vớt mìn, 4 tàu vận tải, 2 phao bè, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ số 1, 1 phi đội máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6, 2 trung đoàn không quân hỗn hợp đóng tại Du Lâm và Linh Thủy. Lực lượng hải quân của Trung Quốc trực tiếp tham gia xung đột quân sự tại Tam Giác Gạc Ma, Lên Đao, Cô Lin, có 3 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu pháo, 1 tàu đổ bộ và 1 số tàu thuyền hậu cần đảm bảo. Philippines. Trước năm 1975, Hải quân Philippines có lực lượng mỏng yếu, chỉ gồm 4 tàu hộ tống hạng nhẹ và 1 số tàu tuần duyên bảo vệ vùng lãnh hải ven bờ. Trong chiến dịch mùa xuân năm 1975, Hải quân của quân đội Sài Gòn là quân chủng tham gia rất hạn chế vào các hoạt động quân sự. Phần lớn các chiến hạm quan trọng của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ chạy sang cảng Subic của Philippines, như tàu khu trục HQ-01 Trần Hưng Đạo, soái hạm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, bỏ chạy sang Philippines ngày 29 tháng 4 năm 1975, được Mỹ giao cho Philippines sử dụng. Trong những năm 1981-1988, tàu khu trục này đã trở thành soái hạm của Hải quân Philippines với tên gọi BRP Raja Lacandula PF-4. Tàu khu trục HQ-02 Trần Quang Khải bỏ chạy sang Philippines tháng 4 năm 1975, được Mỹ trao cho Philippines sử dụng với tên gọi BRP Diego Silang PF-9. Tàu tuần dương HQ-06 Trần Quốc Toản đã trở thành chiến hạm Andres Bonifacio của Hải quân Philippines. Tàu tuần dương HQ-03 Trần Nhật Duật bỏ chạy sang Philippines và được Mỹ giao cho Philippines sử dụng từ ngày 5 tháng 4 năm 1976. Tàu tuần dương HQ-05 Trần Bình Trọng bỏ chạy sang Philippines sau hải chiến Hoàng Sa 1974, được Mỹ giao cho Philippines sử dụng với tên gọi mới là RPS Francisco Dagohoy PF-10. Tàu tuần dương HQ-16 Lý Thường Kiệt sau khi bại trận trong hải chiến Hoàng Sa 1974 đã di tản sang Subic để sửa chữa và bị Philippines chiếm giữ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, được đưa vào biên chế của Hải quân Philippines ngày 5 tháng 4 năm 1976 với tên gọi BRP Andres Bonifacio PF-7. Ngoài ra, còn có tàu hộ vệ HQ-07 Đống Đa
tàu hộ vệ HQ08 Chi Lăng, tàu hộ vệ HQ11 Chí Linh, tàu hộ vệ HQ12 Ngọc Hồi, tàu hộ vệ HQ14 Vạn Kiếp và hàng trăm tàu pháo, tàu vớt mìn, tàu tuần duyên, tàu vận tải của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ chạy sang Philippines và bị nước này chiếm giữ. Nhờ một số tài sản quân sự khổng lồ thu giữ được từ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong thập niên 1980 của thế kỷ 20 mà Philippines đột ngột nổi lên thành một cường quốc khu vực Biển Đông về hải quân. Dựa trên cơ sở lực lượng này, từ năm 1978, Philippines bắt đầu có những yêu sách mạnh mẽ về chủ quyền trên Biển Đông. Malaysia. Mặc dù là quốc gia tiếp giáp hai đại dương, thế nhưng trong những năm 1980-1990, Malaysia vẫn không có hải quân đủ mạnh. Quân số của Hải quân Hoàng gia Malaysia chỉ khoảng 10.000 người. Chiến hạm chủ lực của Hải quân Malaysia là tàu khu trục Hang Tuan có lượng giãn nước là 2.337 tấn đã qua tay Anh và Ghana sử dụng. Malaysia cũng có tàu hộ tống Ramat mua lại của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, lượng giãn nước là 1.600 tấn, cùng cặp tàu đổ bộ Sri Indira Shakti và Mahawangsa có lượng giãn nước là 4.300 tấn mỗi chiếc. Ngoài ra, Malaysia còn có 7 tàu đổ bộ kiểu LST, 8 tàu tuần duyên có lượng giãn nước dưới 400 tấn và một số tàu phóng lôi dưới 100 tấn. Năm 1983, Hải quân Malaysia được trang bị một số tên lửa chống tàu Exocet MM-38 mua của Pháp lắp trên các tàu khu trục và tàu hộ tống, biến chúng thành các tàu hộ vệ tên lửa có sức chiến đấu rất cao. Malaysia đòi hỏi chủ quyền đối với 27 thực thể địa lý ở phía Nam Biển Đông, trong đó có 12 thực thể địa lý nằm trong khu vực Trường Sa. Tầm nhìn của Đô đốc Giáp Văn Cương. Tại sao Battlecry lại nhắc tới ông? Bởi Đô đốc Giáp Văn Cương là một nhân vật cực kỳ quan trọng của sự kiện này. Nếu không có tầm nhìn và sự quyết đoán trong hành động của Đô đốc Giáp Văn Cương thì Trường Sa có thể khó khăn hơn bây giờ, không toàn vẹn như bây giờ. Tướng Giáp Văn Cương là đô đốc đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông là người có công đầu trong việc xây dựng các lực lượng hải quân đánh bộ, đặc công nước, tên lửa và pháo bờ biển của quân đội Việt Nam. Những năm làm tư lệnh quân chủng hải quân, ông đặc biệt quan tâm tới hoạt động tác chiến. Để các lực lượng tác chiến thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, xử lý nhanh nhạy các tình huống trên biển, ông chỉ đạo cơ quan, đơn vị chăm lo bổ sung, kiện toàn, mở rộng và nâng cấp lực lượng bảo đảm cho tác chiến như là thông tin, radar, quan sát biển, trinh sát, bảo đảm hàng hải, công binh chiến đấu, v.v. Trong điều kiện đất nước ta còn nghèo, vũ khí trang bị của hải quân thì còn nhiều mặt hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong quân chủng. Đồng thời, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả nước để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cuốn Đảo Chìm của nhà thơ Trần Đăng Khoa, một người lính đã từng đóng quân và chiến đấu tại Trường Sa trong giai đoạn đầy khói lửa này, đã thuật lại vị tướng trong một lần ông đi thị sát như sau. Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương đã tới đây, đã ngủ một đêm trên hòn đảo này trong một chuyến đi tuần biển. Vất vả không các cậu? Tư lệnh hỏi một cậu lính trẻ, tóc đỏ quạch như tôm luộc, da đen cháy, người chắc nịch như một thỏi sắt đã tôi qua lửa. Cậu lính trẻ cười khì khì, báo cáo bố cũng tạm tạm thôi ạ. Ở đây thì mọi thứ đều thiếu thốn rồi, giọng tư lệnh bùi ngùi. Thế nhưng cái gì cần nhất, cấp thiết nhất, các cậu cứ nói thẳng với mình, bộ tư lệnh sẽ tạo mọi điều kiện để giúp đỡ các cậu. Ngồi bên tư lệnh trên mặt cát nóng bỏng như giang, mặc dù mặt trời đã lặn xuống biển lâu rồi, anh lính trẻ quê xứ Nghệ thật sự coi ông như một đồng đội thân thiết. Anh lắc lắc đầu gối tư lệnh, bố thấy vương quốc của chúng con thế nào? Tư lệnh đưa mắt nhìn suốt dẻo cát trống trơn, rồi lại nhìn tới cái lều bạt dã chiến cứ hộc lên trong gió, tựa hồ như một con ngựa bất kham đang lồng lộn như muốn dứt tung mấy sợi xích sắt căng ghì xuống đảo mà phóng đi cùng bầy gió hoang dã. Đẹp, nề nếp, đúng quân phong quân kỷ. Ở đây mà giữ được như thế này là tốt lắm rồi, giọng tư lệnh bỗng bùi ngùi. Tất nhiên là vất vả, chúng phải rất vất vả, ta biết. Thế nhưng khổ nỗi, đây lại là Tổ quốc, là đất đai hương hỏa của ông cha. Dù chỉ có đá sỏi gió cát như thế này, ta cũng phải canh giữ, một tấc không đi, một ly không rời, dẫu có phải đổi bằng xương máu. Vâng, con hiểu bố ạ. Nếu không có tầm nhìn và sự quyết đoán trong hành động của Đô đốc Giáp Văn Cương,
Trường Sa có thể khó khăn hơn bây giờ và không toàn vẹn như bây giờ. Nếu như những người lính trẻ đóng quân ở Trường Sa và DK1 những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước không thể quên hình ảnh của vị tướng già mặc quần đùi đu lên nhà giàn quá đơn sơ lúc ấy để kiểm tra độ an toàn cho chiến sĩ, sẽ nhớ mãi vị tư lệnh 68 tuổi chào cờ cùng anh em và sắn quần lặn lội để kiểm tra việc gia cố cho đảo chìm. Thì những cán bộ cấp cao lại nhớ tới những quyết định táo bạo của tướng Giáp Văn Cương và phong ông là vị tướng của Trường Sa hay tư lệnh Trường Sa 1988. Năm 1984, do tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến lạ, tướng Giáp Văn Cương được Bộ Quốc phòng điều động về làm tư lệnh Hải quân lần thứ hai, lần đầu là từ năm 1977 đến năm 1980. Năm 1984, ông nhận định trong tương lai gần, vùng biển khu vực Trường Sa không được bình yên và sẽ là chiến trường chính của Hải quân Việt Nam. Do vậy, trong 2 năm 1986-1987, một mặt ông yêu cầu bộ phận tác chiến soạn thảo gấp kế hoạch và phương án phòng thủ Trường Sa. Mặt khác, ông chủ động và kiên trì đề xuất với Bộ Chính trị và Đảng ủy Quân sự Trung ương chấp thuận kế hoạch bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Trường Sa và thềm lục địa phía Nam. Và kế hoạch đó được chấp thuận. Ông ra lệnh nhanh chóng dốc toàn lực, đặc biệt là công binh ra Trường Sa để tăng cường, củng cố tất cả các đảo nổi, đảo chìm mà quân dân Việt Nam đang đồn trú và sinh sống bao đời nay. Đối với những đảo chìm thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng chưa có quân đồn trú, ông yêu cầu kiên quyết đóng nhanh, đóng đồng thời tất cả các đảo, nếu cần có thể dùng mọi loại tàu để ủi bãi. Giải thích khái niệm ủi bãi, Đại tá Hải quân Nguyễn Trương giải thích là cho tàu mở hết tốc lực lao thẳng lên cạn ở điểm đảo đó để khẳng định chủ quyền và chờ quân ra tiếp viện. Đó là một quyết định táo bạo vì một con tàu và những năm khó khăn ấy là một tài sản lớn. Để tàu chìm là bị kỷ luật nặng. Thế nhưng ông dám làm vậy vì ông coi chủ quyền lớn hơn tất cả. Mọi sự chậm trễ là có tội với tổ tiên và con cháu sau này. Và chính từ mệnh lệnh này, sáng 14 tháng 3 năm 1988, con tàu HQ-505 Anh Hùng đã lao nhanh giữa những làn đại bác, ủi thẳng lên đảo Cô Linh, khẳng định chủ quyền Việt Nam trước khi lính Trung Quốc đổ bộ chiếm đảo. Kết thúc phần 2 của series video, gần như chúng ta đã nắm được toàn bộ tương quan lực lượng và toan tính của các bên trước khi trận hải chiến Trường Sa 1988 xảy ra. Chúng ta cũng biết được thêm về Đô đốc Giáp Văn Cương, vị tư lệnh vô cùng quan trọng, người được xem như linh hồn của Hải quân Việt Nam trong giai đoạn cực kỳ quan trọng và đầy biến động của thập niên 1980. Trong phần 3, chúng ta sẽ chính thức tìm hiểu sâu và những diễn biến chính của sự kiện hải chiến Trường Sa này nhé. Like và tương tác của chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Người Kể Sử. Đường link mình có gắn phần mô tả và top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battle Cry Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị thế giới vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn thích những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thương Trường Ký Chuyện nhé. Đây là dự án mới nhất của team mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.